Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hứng chịu lượng mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp, khiến hàng trăm con phố ngập trong nước. Thậm chí Từ Cấm Thành cũng bị ngập. Khách sạn đắt nhất Bắc Kinh bị lũ quét phá hủy, cư dân gửi video kêu cứu. Kế hoạch thiên niên kỷ của cao ốc Hùng An trở thành lỗ thủng màn nước, gara ngập nước. Hàng chục máy bay chở khách hạ cánh trong một đại dương rộng lớn tại sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh. Để bảo vệ Trung Nam Hải, Bắc Kinh mở cửa xả lũ. Người dân vùng lũ ở Trắc Châu, tỉnh Hà Bắc khẩn trương cầu cứu. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng trên kênh DBC. Thưa quý vị, chịu ảnh hưởng của cơn bão Jusurui, Bắc Kinh đã hứng chịu lượng mưa lớn kỷ lục trong nhiều ngày liên tiếp kể từ ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 7, gây ảnh hưởng và tác động nghiêm trọng đến cuộc sống của 22 triệu cư dân thành phố. Internet và các phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc tràn ngập hình ảnh những cơn mưa lớn, làm ngập đường phố và những chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi. Một đoạn video cho thấy ngay cả Từ Cấm Thành, nơi không bị ngập lụt trong 600 năm qua, cũng có mực nước sâu nhất đến đầu gối. Khách sạn đắt nhất Bắc Kinh bị lũ quét phá hủy, cư dân gửi video kêu cứu. Thưa quý vị, vào ngày 31 tháng 7, mưa xối xả ở Môn Đầu Câu, Bắc Kinh đã gây ra lũ quét hiếm gặp. Một đoạn video cho thấy trận lũ dữ dội tràn qua khách sạn Tây Than, nước gần như chạm đến nóc của những ngôi nhà bên đường, cảnh tượng thật kinh hoàng. Hiện tại, khách sạn đã đóng tất cả các kênh đặt phòng. Đêm đó, một cư dân của khách sạn Tây Than ở Bắc Kinh đã đăng một video kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng xã hội. Đoạn phim cho thấy những con đường bên ngoài khách sạn đã bị lũ quét cuốn trôi, sảnh khách sạn, tác phẩm nghệ thuật, đồ đạc và cảnh quan bên ngoài đã bị lũ cuốn, để lại một đống hỗn độn. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt, nhiều homestay ở ngoại ô Bắc Kinh đã phải đóng cửa hoặc thuyết phục khách quay trở lại. Tại cư Dung Quan ở gần Vạn Lý, Trường Thành, một số nhà trọ bị ngập nước, phá hủy các cổng và làm ngập các cửa hàng. Khách sạn Tây Than tọa lạc tại địa điểm cũ của làng Nguyên Lão ở Môn Đầu Câu, chỉ cách đền Đàm Trá, một ngôi đền hàng nghìn năm tuổi, 1 km. Theo giới thiệu chính thức của khách sạn đã mất 8 năm để hoàn thành với chi phí 800 triệu nhân dân tệ và được đưa vào hoạt động thử nghiệm vào ngày 30 tháng 4 năm ngoái. Có tổng cộng 38 dinh thự và 10 sân khác, giá dao động từ 6.000 tệ đến 15.000 tệ, là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất ở Bắc Kinh. Kế hoạch thiên niên kỷ của cao ốc Hùng An trở thành lỗ thủng màn nước, gara ngập nước. Khu vực mới Hùng An mà Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức gọi là kế hoạch thiên niên kỷ và sự kiện trọng đại của quốc gia nằm ở phía đông của thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Các phương tiện truyền thông đã mô tả nó như là một thành phố hiện đại cấp cao và được định vị chính thức là nơi tập trung các chức năng phi thủ đô của Bắc Kinh. Do những trận mưa xối xả liên tục vào ngày 30 và 31 tháng 7, việc xây dựng Hùng An được gọi là chất lượng hạng nhất đã tiết lộ sự thật. Nhiều tòa nhà biến thành lỗ thủng màn nước và một số khu vực bị ngập úng. Dưới cơn mưa lớn, một khu dân cư ở Hùng An bị ngập lụt, nước ngập khoảng nửa mét, người dân phải bì bõm lội nước. Hàng chục máy bay chở khách hạ cánh trong một đại dương rộng lớn tại sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh. Bị ảnh hưởng bởi bão, sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh và sân bay thủ đô Bắc Kinh đã không thể cất cánh và hạ cánh bình thường. Một số chuyến bay buộc phải hạ cánh xuống các sân bay khác. Theo đoạn video được đăng tải trên Internet, sân bay quốc tế Đại Hưng ở Bắc Kinh mới đây được xây dựng cách đây vài năm đã biến thành một đại dương bao la, rất nhiều máy bay chở khách đậu bên dưới nước. Theo Reuters đưa tin, tính đến thứ Hai, mưa lớn đã khiến cho 358 con đường ở Bắc Kinh bị hư hại hoặc bị ảnh hưởng. Một số chuyên gia khí tượng cảnh báo cường độ của trận mưa này có thể vượt qua trận mưa lớn ngày 21 tháng 7 năm 2012 ở Bắc Kinh. Khi đó, mưa lớn gây sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng, khiến 79 người thiệt mạng, hơn 10.000 ngôi nhà bị sập và ảnh hưởng đến 1,6 triệu người.
Điều đáng nói là mặc dù nhiều đoạn video cho thấy nhiều người đang vật lộn dưới nước, nhiều người mất tích và nhiều thi thể xuất hiện trên phố Môn Đầu Câu, nhưng các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đại lục đưa tin vào ngày 31 tháng 7 rằng chỉ có 2 người chết, nói rằng sáng ngày 31 đã phát hiện 2 người ở dưới sông, khi được phát hiện cả hai đều đã mất dấu hiệu sinh tồn. Để bảo vệ Trung Nam Hải, Bắc Kinh mở cửa xả lũ. Vào ngày 31 tháng 7, mực nước sông Vĩnh Định ở Bắc Kinh dâng cao đột ngột. Sau khi mở cửa xả lũ, trong quá trình phân lũ, nước chảy xiết dữ dội khiến trụ cầu nhịp 4 của cầu Tiểu Thanh Hà bị cuốn trôi. Đoạn video trực tiếp cho thấy đoạn giữa cầu bị sập, nhiều phương tiện bị nước cuốn, đèn pha của những phương tiện bị cuốn trôi vẫn sáng, nhiều ô tô đậu trên cầu. Tin tức Bắc Kinh đưa tin vào ngày 31 rằng ông Lưu, một cư dân địa phương, nói rằng cây cầu Thủ Cương mới bắc qua sông Vĩnh Định và mặt nước thường cách mặt cầu khoảng 10 mét, mực nước đã dâng cao, hiện đã có nước qua cầu. Mực nước Hồ Hoài Nhu đã vượt mức giới hạn. Vào lúc 14h20 ngày 31 tháng 7, Hồ Hoài Nhu bắt đầu xả lũ vào sông Hoài Hà. Chiều ngày 1 tháng 8, hồ chứa Hoài Nhu ở Bắc Kinh dự kiến mở đợt xả lũ lớn. Đồng thời, các hồ chứa Bắc Đài, hồ chứa Tâu Thủy Dục, hồ chứa Sa Dục Khẩu và hồ chứa Đại Thủy Ngọc ở quận Hoài Nhu cũng lần lượt tiến hành xả lũ. Theo Cục Khí tượng Bắc Kinh, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng được phát ra vào lúc 7 giờ ngày 1 tháng 8. Dự kiến từ 8 giờ ngày 1 đến 8 giờ ngày 2, hầu hết các khu vực của Bắc Kinh sẽ có mưa vừa, mưa to cục bộ. Ngày 31 tháng 7, hồ chứa ở huyện Nam Hà, tỉnh Hà Bắc xả lũ sau khi đê vỡ, mực nước mưa tràn vào làng, ngập đường. Ngôi làng hiện đang bị phong tỏa. Người dân ở vùng lũ Trắc Châu, tỉnh Hà Bắc khẩn trương cầu cứu. Vì xả lũ từ Bắc Kinh, những ngôi nhà ở Trắc Châu, Hà Bắc bị ngập lụt, nước và điện bị cắt, người dân địa phương đã lên mạng cầu cứu. Vào ngày 1 tháng 8, Trắc Châu, Hà Bắc hứng chịu mưa lớn, một hố lớn bị sập ở tầng hầm của một khu dân cư, điện nước trong khu dân cư bị cắt, mực nước tiếp tục dâng cao. Một cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video có nội dung tầng hầm của cộng đồng Thủy Thượng Nhân Gia ở Trắc Châu đã bị sập và toàn bộ tòa nhà đang gặp nguy hiểm. Đoạn video cho thấy mặt đất phía trước một tòa nhà đã bị sập và nước chảy xiết liên tục vào trong khu vực sụp đổ từ mọi hướng. Thuyết minh nói rằng mưa càng ngày càng lớn, tầng hầm sắp sập. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.